Có thái độ mới này. Đây là cái tín hiệu đầu ra 6 ly và 35, mình dùng cái nào cũng được, mực ken thôi nha. Hai tay Beta 87A em đang giao là 24 triệu nha bác, 24 triệu bao gồm phí ship. Tay mic này các bác, Beta 87A đẹp rất ngay. Sản phẩm bên em là bảo hành là zin hết và như bảo trì là bảo trì trọn đời sản phẩm nha, bảo dưỡng cho các bác. Đó là hàng Mexico nha, em nằm dưới đầu thu này các bác. Còn các bác lấy một tay á, nếu mà lấy một tay á thì giá là 12.300.000 nha, là bao gồm phí ship là pin sạc đầy đủ á, không thiếu gì, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Còn lấy hai tay là giá nó 24, cũng bao gồm phí ship và dây nhựa 6 ly pin sạc đầy đủ hết. Đây là bộ hai tay đã có bộ giúp nối của Sure rồi. Cọc tiền thì các bác cọc khoảng 10% trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000. Đấy. Bộ này mà các bác về hát karaoke gia đình thì tuyệt vời. Đấy. Đỉnh cao của thế giới rồi, nên là các bác có tài chính thì mình chơi thôi, hưởng thụ. Sở hữu những cái tinh tế đẳng cấp của thế giới tạo ra. Bộ Sure Beta 87A. Pin nó là pin 9V nha các bác, có kìm thời pin sạc đầy đủ cho các bác nha. Đầu Beta 87A là đầu chống rung nha các bác. Đầu chống rung nó khác với 558 nha. Đầu chống rung. Đầu Beta 87A nha các bác. Nó có hệ thống chống rung. Đặc trưng của dòng 87 nha các bác. Thiết kế đầu của nó như thế này. Các nào muốn sở hữu thì liên hệ cho em nha, lên sóng để các bác cùng mình thấy được cái sản phẩm mới về. 2.8 triệu, năm trước em cũng phân phối rất là nhiều rồi, ai cũng là phải thích thú, nhiều bác phải lấy 2-3 cặp luôn các bác, là nhiều bác có 2-3 bộ vàng và nhiều bác chơi một bộ vàng tới chơi tới 2 bộ luôn nha. Siêu trép nó không có chói tiếng nha bác, siêu trép nó ra tiếng trép rất là mịn. Nếu các bác nào đã nghi qua những dòng siêu trép của những loại cao cấp rồi đấy, là tiếng cái dây trép mịn rất là hay. Và con Fortech này là tái tạo y chang như cái điểm đó các bác, nên mới gọi là siêu trap Fortech Goldwing. Ở phía sau có trạm loa, khi gửi đến các bác là có dây loa kìm theo hết nha. Rồi bác nào mình có nhu cầu về những con siêu trap Fortech này thì liên hệ cho em nha. Rồi em đến những bộ mic dây cho các bác chơi gia đình, đó là dòng AKG660S. Em vẫn tiếp tục đưa về hàng với phụ các bác nha. Và một bộ nó là bao gồm là một tay mic nha. Dòng này thì em test rất là nhiều rồi, tiếng chân thực và khá là hay ở phân khúc mà chơi gia đình. Các bác muốn cần một con mic xịn ở dưới phân khúc mà vài trăm thì các bác chọn nghe con AKG D660S Edition nha các bác. Gọn gàng, nhẹ nhàng. Và dây là dây kìm theo, khi các bác mua nguyên bộ cả bộ mic là kìm gồm có dây này và tay mic, là bao gồm là dây là dây xịn, dây của Mỹ nha các bác. Dây Sapphire của Mỹ USA. Dây này thì các bác xài trọn đời luôn, tại dòng cao cấp của Mỹ chuyên cho dây mic, nên là độ truyền tải tín hiệu của nó rất là chất lượng, và xài là không bị hư như những dòng dây thị trường các bác xài vài bữa là nó cứ rụt rè rè. Còn cái này thì các bác xài thiên thu luôn nha, độ Mỹ và dây xịn sò nữa. Một bộ này thì em đang bán lỉ là 350.000, dây dài 7m nha. Bác nào cần dây mic thì xịn thì mình là có thể là liên hệ cho em nha. 350.000 dây Sapphire của Mỹ, giá 350.000. Còn các bác lấy nguyên bộ cả mic luôn là 650.000 nha. 650.000 là bao gồm là cả tay mic và dây mic luôn nha, là 650.000 nha các bác, là một bộ như thế này. Còn dây mic là 350.000 nha các bác. Đấy, một bộ cả bao ship là 650.000. Về các bác là hát nghêu ngai gia đình. Và nếu các bác mà nhà một cái phòng các bác không rộng mà mình gần ngồi gần mic á, thì mình có thể lấy hai bộ là 1.3 triệu bao ship nha các bác. Hai bộ là 1.3 triệu, có gì các bác cứ liên hệ cho em nha. Đấy, từ đây em về khoảng là 15 cây nha bác, về khoảng 15 cây AKG D660S hàng bãi nha bác, đẹp xuất sắc hết nha, hàng tuyển chọn hết nha các bác. Độ nhẹ dòng AKG rất là cao,
các bác hát rất là sướng nhẹ nhàng, về gắn gắn với những con âm ly dân gua đồ kali vân vân, và hát với đẩy vang thì quá tuyệt vời rồi các bác. Đấy, cầm rất là sướng nha, gọn gàng, dòng AKG đẳng cấp rồi.